Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh giày cao gót của mình. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn mẫu giày cao gót sandal trong bộ sưu tập của mình. Như các bạn đang xem là mẫu sandal cao 15cm. Mẫu sandal này là có cái bèo đá bên trên, nó tạo nên một cái nét đẹp riêng, một sự điệu đà riêng cho đôi giày. Thứ hai là mẫu sandal quai hay hai quai. Chi tiết ở phía trên không nhiều, chi tiết trang trí chỉ là những chiếc vòng tròn màu vàng thôi. Cái mẫu này thì đối với mình thấy chân nó hơi thô và cứng một chút. Nếu như các bạn nào mà không thích những cái đôi sandal quá điệu đà thì các bạn có thể lựa chọn mẫu này. Đây, đôi dép cao. Đôi dép cao này cao 15cm nhưng lại không có quai ở cổ chân. Vì vậy các bạn lưu ý khi lựa chọn nhé. Các bạn có thể đi thử để các bạn biết thử xem cái độ bám chắc và cái chân mình có định bị nhức gót nhiều không. Sau đó thì các bạn có thể lựa chọn. Mẫu này thì bên mình đang có màu trắng và màu ghi nâu. Màu vàng nữa. Các bạn sử dụng những đôi dép cao mà hở mũi chân như thế này thì các bạn có thể sử dụng các bộ làm móng chân. Chân mình trông nổi hơn. Đây là mẫu sandal quai quai và đá đính phía bên trên, nhưng mà đá đính không nhiều. Mũi này vẫn cao 15cm và nhìn hơi bị nhỏ sâu một chút. Phần gót đang rất là nhỏ. Đây là sục, sục này cao 9cm đấy ạ. Nhưng mà lại thiết kế mẫu sục này rất là thoáng. Chất liệu là chất liệu da, nhưng lại thiết kế những cái lỗ hổng hoa văn, vừa tạo vẻ đẹp cho đôi sục mà lại vừa làm đôi chân của mình được thoáng mát hơn. Đây, mẫu sandal mà kết hợp với vừa quai trong mà lại vừa đính đá. Nếu như các cô nàng nào biết kết hợp những trang phục điệu đà thì rất là phù hợp. Phần lớn hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là những đôi sandal từ 9cm trở lên. Vì vậy những cái mẫu từ 9cm trở lên thì các bạn có thể lựa chọn để đi dự tiệc hoặc là đi lễ hội, vui chơi. Còn nếu như các bạn lựa chọn để đi hoạt động nhiều, giải trí nhiều thì nó hơi khó khăn một chút thôi. Để mình không được di chuyển quá nhanh hoặc quá nhiều. Đôi dép cao này nhìn phía bên trên nó giống như là một đôi dép lê vậy, nhưng bản chất thì nó sẽ giúp cho bản thân mình cao 9cm trở lên. Có màu đen và màu trắng. Đôi dép này khá là ấn tượng, là một thiết kế mới. Thank you.
Đây là một số mẫu xăng đan truyền thống và dễ bắt gặp. Các bạn có thể xem qua, mình trình chiếu qua một số mẫu phổ biến. Rồi, đây là một đôi dép cao 3 cm các bạn ạ. Mẫu dép này mình thấy các bạn kết hợp với quần bò hay là quần của sóc bò. Rất là đẹp. Và bình thường các bạn sẽ đi ở nhà thôi. Đi dạo phố, đi dạo công viên. Hay là các bạn đi mua sắm hoặc quần áo hoặc gì đó để các bạn có thể sử dụng được. Và nếu mà mang đi làm thì mình thấy nó không được hợp lý cho lắm. Bộ xăng đan này có vẻ đẹp, đó là những cái dây đan chéo hợp với nhau. Các bạn nhìn những dây đan chéo rất là chắc chắn. Gót nhọn nhỏ và độ bám dính lớn. Nên các bạn rất yên tâm khi sử dụng những cái mẫu mà có đế lớn hơn. Đôi xăng đan cao 12 cm này thì chắc hẳn mình nghĩ là bạn nào cũng sẽ có một đôi để sử dụng cho một số ngày đặc biệt vì nó khá là cơ bản và dễ mang. Nhưng phần lớn là chúng mình sẽ sử dụng mùa hè, mùa thu hay là mùa xuân thôi. Còn đối với mùa đông thì chắc là sẽ không để lộ được cái bàn chân mình quá là nhiều như thế này. Mẫu này là một mẫu giày giày cao gót. Đôi này cao 7 cm. Mẫu này thì lại thuộc tiếp mẫu công sở. Và vào 2 năm trước đây thì lại khá là phổ biến. Đây là một mẫu sục đính đá và ngọc. Các bạn có thể xem qua những cái mẫu sục mới nhé. Có hai màu để bạn lựa chọn là màu trắng và màu vàng. Mình thấy màu trắng có vẻ đẹp hơn khá là nhiều so với màu vàng. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể gửi thông tin cho mình theo đường link phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.